phải nhận phải công việc gì đó nó phải phù hợp với mình, ví dụ nặng nề là mình đâu có làm được đâu chị. Nói chung là để kiếm việc làm khó khăn hơn một người bình thường và không được ưu ái như một người bình thường. Rồi trong bao lâu em mới vượt qua được cái cú sốc đấy nữa? Dạ thì khoảng 2-3 tháng anh. Rồi 3 tháng vừa là có đến với người khác nữa không? Dạ đến với mối tình thứ 3. Thứ 3 tiếp tục. Wow. Dạ mối tình thứ 3 của em được 2 tháng. 2 tháng thôi. Dạ. Dạ là trong cái dịp sinh nhật của em. Nhưng em nghĩ nếu mà cái mối tình thứ 3 này nếu mà thật lòng với em mà muốn tiến xa hơn nữa thì em sẽ dừng lại với người đó. An phận đó. An phận luôn. Còn nếu mà như mà cái mối tình này mà gian dở nó chắc em nghĩ là em không yêu nữa chị. Nếu mối tình này nó không chọn mày là không yêu nữa. Dạ không yêu nữa. Anh nghĩ là đừng như thế em. Tại vì mình nếu mà mình mất hy vọng á là mình mất hết 50% cơ hội rồi. Tại vì mỗi người mỗi khác mà phải không? Nhưng mà tại vì em sợ cái bản tính em lo xa lắm chị, suy nghĩ xa đôi khi lo xa chi mới công già. Đôi khi đang quen mình lo không biết khi nào mà tới khi nào ảnh có thương mình thiệt hay là tới lúc đó mình thương trao đậm đà quá rồi ảnh bỏ mình giữa chừng, lúc đó mình rất là hụt hẫng không biết như thế nào. Rồi lần này có yêu hết mình không hay là 50 thôi? Dạ lần này chắc là yêu hết mình, tại vì em cảm nhận được từ người đó dành cho em là thật sự. Rất là thật sự, rất là quan tâm, rất là chu đáo luôn. Có thể là hơn cái mối tình đầu của em nữa. Em chưa? Cho anh hỏi em là cái công việc hàng ngày của em làm là gì á? Là em có đủ sống với nó không mà em có thể chia sẻ cái kinh tế của mình cho cái người yêu cũ của em như vậy? Dạ cái công việc của em hàng ngày là em làm bếp anh, phụ bếp ở trong nhà hàng. Thì công việc của em là sáng thì 9 giờ mới đi làm. Làm tới chiều 1 giờ thì em ra ca em nghỉ trưa. Tới 4 giờ chiều em vô. Giống như em làm cả ngày đó. Dạ cả ngày 4 giờ chiều em vô em làm tới 23 giờ tối em mới về. Nhưng cái lương, cái chi phí được tốt không em? Dạ nói chung là chi phí cũng tạm ổn đó chị, chứ không phải gọi là có dư giả gì nhiều. Dạ khoảng 1 tháng em chỉ có 4 triệu thôi chị. Trời ơi cái gì làm thằng nguyên 1 ngày mà có 4 triệu hả? Tại vì em suy nghĩ cái công việc của em đã gắn bó với em suốt 7 năm rồi chị. Từ lúc em là một người con trai đến bây giờ em vẫn còn tiếp tục với công việc của em. Em làm cái công việc đó ở đâu mà sao trả lương thấp như vậy? Dạ ở... Cái đó nhà hàng là dạ, cái gì? Dạ nhà hàng chị. Ủa bây giờ là em ở nhà thuê hay em ở cùng gia đình hả? Dạ em ở cùng gia đình. Vậy với cái tiền lương đó thì em trang trải cuộc sống em ổn không? Dạ cũng không ổn anh. Gái son phấn quần áo nợ. Một nhà ăn đã, tiền 4 triệu nó chỉ đủ để ăn một tháng thôi. Với là xe xăng cộ đổ tới đi lui thôi là hết. Đâu có tiền sắm đồ, đâu có kịp tiền mà trưng diện quần áo này nọ đó. Cái cả tiêm hormone mỗi tuần là mình cũng sẽ không có đủ tiền mà em. Nếu mà lương 4 triệu không thể nào, ít nhất phải 6 triệu thì mới đủ cho bản thân một mình em này. Tại vì tuần nào phải tiêm hormone? Hàng tuần hả chị? Một tuần tiêm một lần, một tháng tiêm như vậy là phải 1 triệu, tiêm 1.2 triệu là tiền hormone, là tiền thuốc không đó. Khi em come out như vậy đó thì gia đình của em như nào hả Yến? Gia đình em thì cũng rất là bình thường. Hiện tại bây giờ thì ông ngoại và ngoại em chắc là bằng mặt thôi nhưng không có bằng lòng. Bởi vì thì em vô tình em nghe như thế này là lúc đó là nhà em có đám giỗ. Thì em định rủ những các chị em chuyển giới của em á vô chơi thì ông ngoại mới ngồi ngoài nói rủ mấy đứa BD đó vô á làm gì? Mấy đứa BD đó được cái gì? Tự nhiên em nghe câu đó xong cái ha, em chạy lên lầu á. Em vô phòng em ôm gói em khóc mình nên em khóc sướt mướt luôn. Em suy nghĩ cuộc đời của em nếu mà gia đình em không chấp nhận mấy người mà thế giới thứ ba vậy thì mình không biết là gia đình có suy nghĩ là phản bác mình như thế nào hay là không. Đó, nếu mà không chấp nhận mấy người đó thì mình cũng giống như mấy người đó thôi. Em rất là buồn, em khóc nhiều, em suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều khi em muốn suy nghĩ em tự tử một lần nữa đó chị. Còn về bố mẹ em thì sao? Có bao giờ em mở lòng ra với bố mẹ em không? Dạ bố mẹ em thì từ nhỏ thì mẹ em mang thai thì bố với mẹ em ly dị. Em sống với mẹ? Dạ em sống với ngoại. À em sống với ngoại. Mẹ em thì đã mất luôn. Trời ơi. Cái gì cuộc đời của em sao? Em thấy cái tuổi thơ của em nó bất hạnh lắm chị. Thằng áo dài mất ở dưới ngoài.
ông bà ngoại nói em đi học thế chứ. Lo cho em đầy đủ, muốn cho em thành tài, để sau này em tự em lo cho bản thân em. Em thấy bà ngoại em buôn bán cực khổ lắm chị. Lớn tuổi phải đạp xe đạp, đi chở những bọng cát bự bự hai bên về để mà bán, để kiếm tiền để nuôi em đi học. Nhiều khi em đi xin làm thêm nhắc tối, em đi khuya đặng đi buôn bán mới được đồ la với một người trong xóm chị. Em nhìn thấy cũng tưởng ngoại em vậy đó, em buồn lắm. Nó phải chi em có một số tiền hay là em có cái công việc gì em lo cho ngoại đỡ cực hơn. Em nghĩ bây giờ bà họ không có ông bà ngoại nuôi em không biết bây giờ em là người như thế nào, em sẽ ra sao. À Yến ơi, anh xin phép hỏi em là bố mẹ em chia tay đó, yeah. Thì có bao giờ em gặp lại bố không? Từ đó giờ em không biết bên nội em là ai, em cũng chưa nhìn mặt cha em lần nào hết. Nhiều khi á, em ngồi em thấy những cha với mẹ dẫn những mấy đứa bạn nhỏ đi chơi thời nhỏ nhỏ đó chị. Em nhìn em tủi lắm, em nói ước gì một lần mà cha với mẹ em đầy đủ dẫn em đi chơi như vậy. Có bao giờ em tự hỏi bản thân mình là vì sao mình lại thiếu may mắn như vậy không? Em nghĩ chắc lại là do ông trời sắp đặt thôi. Giống như là em sẽ an phận với cái số của mình như vậy rồi, cho nên mình phải chấp nhận và cố gắng nhé. Dạ, phải cố gắng. Cố gắng vì ngoại, vì những người đã yêu thương mình rất là nhiều. Rồi, cho anh quay về với lại chuyện tình yêu hiện tại của em đi ha. Cho mọi thứ nó hạnh phúc hơn một tí. Và hai người có cái kỷ niệm nào mà em thấy cảm thấy rất là vui không? Dạ, kỷ niệm vui là em với anh mới đi chơi với nhau hồi Tết. Chung là nhiều thứ lắm, em không có nhớ hết. Em chỉ nhớ những cái khoảnh khắc đó là em sẽ lưu lại em nhớ. Em có cảm giác đây sẽ là một người bù đắp lại những mất mát của mình đã phải trải qua không? Dạ, em chưa có dám nói là chắc ăn lắm. Nhưng mà thì hạnh phúc của em tới đâu được thì em hay tới đó. Chứ em không có dám nói là chắc chắn người ta sẽ đi cùng mình hay không. Em kể cái cuộc đời của em thì chị nghĩ là ông trời ổng sẽ không bao giờ lấy của em hết tất cả. Chị nghĩ là ông trời đang bù đắp cho em, cho em gặp cái anh này yêu thương em để em có động lực mà em sống. Nhiều khi á, em chỉ nghĩ em buồn thì nói muốn chia sẻ cái niềm vui nỗi buồn, em không biết chia sẻ với ai hết. Gia đình em thì em không có con mà dám chia sẻ, em cứ như mình thu cuốn mình lại với chị, mình cuốn mình lại rồi mình tự buồn, tự khóc, mình nên mình vậy đó. Hiện tại bây giờ em có bạn để chia sẻ không? Dạ có. Bạn là những người chị bạn của em á, là chia sẻ những cái nào mơ ước khát khao dự định của em là như thế nào em nói với mấy người chị. Chứ ở nhà em chưa có một lần nào mà em dám nói ơi ngoại ơi con muốn làm cái này hay là con muốn cái kia, chưa bao giờ chị. Hiện tại bây giờ em đã tiêm hormone 3 năm trời mà ở nhà vẫn chưa biết. Em không kể cho nhà em nghe. Đó chỉ là những cái việc cá nhân em mà em không có kể luôn. Em cũng phải nói cho gia đình em biết. Em không dám nói chị. Em không dám nói, tại vì ở nhà em mà không có hiểu biết gì về nhiều cái trong cái cộng đồng LGBT. Bây giờ em có cái ước mong gì cho cuộc sống của mình không? Em cũng ước mong cho cái bản thân của em là có được đầy đủ ba mẹ và kể cả thêm một người em có thể là bù đắp những cái gì của em mất mát dành cho cha với mẹ em. Và mong ước thứ hai nữa là em có thật nhiều tiền em sẽ đi chuyển giới hết để thành một người con gái thật sự. À là bây giờ em chưa? Dạ chưa anh, em chưa chuyển giới. Nhưng mà em có cái đường hướng nào để thực hiện nó chưa? Tại vì đối với cái lương thấp như vậy và cuộc sống vẫn đang rất là bấp bênh. Thì cái là chỉ là cứ ước mơ. Dạ chưa anh, em chưa có định hướng là như thế nào hết. Tại vì nếu mà mình bỏ công việc này, mình kia công việc khác nó không có phù hợp với mình làm không được nữa. Nó là mình không có tiền. Nói chung là em chỉ ước mơ thôi, nhưng mà khi nào có tiền mới làm được đúng không? Dạ, khi nào có tiền. Ước mơ thôi nhưng công việc vẫn phải làm. Với cái lương này thì sẽ không bao giờ có tiền để mà làm nhé. Không đủ có xài nữa, tiền đâu làm nhé. Về cuộc sống gia đình, về hạnh phúc riêng của mình. Là ước mơ riêng của em là em muốn có một học make up. Em sẽ làm make up hoặc là làm nail gì đó để em có một cái nghề em nuôi sống bản thân em và em lo cho ông bà ngoại sau này. Ông bà ngoại bây giờ lớn tuổi sao? Ông ngoại em năm nay 80, bà ngoại em 69 rồi. Em nếu em thích học á thì khi nào mà em sắp xếp được thì em cứ nói chị giúp cho em đi học make up. Em cảm ơn chị. À, chị Khánh Chi, khi mà chị mở lời á,
có nghĩa là chị thật sự muốn giúp á, nên em đừng ngại nhá, có gì cứ liên hệ với chị. Thật chất chứ trong lòng em thì em rất là kính trọng những chị đi trước như chị Khánh Chi. Với lại ha, lúc mà em mà chuẩn bị mà em trở thành con gái, em xem cái clip nếu em được chọn giới tính á, em nhìn đó, em thấy mấy chị đẹp quá à, em khao khát á, em được giống như vậy một ngày em đứng sân khấu hay là được như vậy chứ, rất là đẹp, em rất là thích, mà em ao ước. Nhiều khi chị biết không, nằm ngủ á, nằm ngủ suy nghĩ được làm gái á, em khóc hoài, em suy nghĩ á, người ta đồng trang lứa em á, còn cha còn mẹ, ví dụ người ta làm được thì còn cha với mẹ hỗ trợ giúp đỡ, còn như em á thì cắn răng chịu đựng. Rồi em có gì qua chương trình này muốn nhắn gửi đến gia đình mình hay là bạn bè mình không? Qua chương trình này em muốn xin gửi lời cảm ơn đến một người chị chuyển giới Cần Thơ đã giúp đỡ em. Dạ, giúp đỡ em trong cái thời gian qua. Em xin cảm ơn chị Hạ Trâm rất rất là nhiều. Rồi em muốn gửi lời gì của mình đến ông bà ngoại không? Con rất là biết ơn ông bà ngoại đã luôn giúp đỡ con trong những lúc mà bệnh tật ốm đau, mà em được cái hình hài ngày hôm nay. Mặc dù ông bà ngoại không có đau, không chấp nhận đi chăng nữa, nhưng mà con vẫn luôn là yêu thương ông bà ngoại như ngày nào. Thay mặt chương trình thì chị chúc em sẽ hạnh phúc với tình yêu của em hiện tại bây giờ.